Dạ em chào cả nhà. Hôm nay em quay lại tiếp tục quay clip giới thiệu hai sản phẩm chuyên xoa bóp trị đau nhức cho các bạn thường xuyên vận động mạnh, chơi thể thao và các cô bác lớn tuổi. Sản phẩm có tên là dầu nóng Sen Gu Sui, nó có hai loại 30 và 100 ml. Dầu này được sản xuất theo một công thức gia truyền rất có tiếng tại Malaysia. Nó phổ biến như dầu xanh con ó trong từng gia đình ở Việt Nam. Công dụng của dầu nóng xoa bóp Sen Gu Sui gồm: giảm đau bong gân, trật khớp, giãn dây chằng, giảm đau vai gáy, giảm nhức mình. Dầu nóng này chỉ sử dụng cho người lớn và trẻ em trên 5 tuổi, không dùng cho phụ nữ có thai. Khi sử dụng, bạn thoa lên vùng da rồi xoa đều cho dầu thấm vào da, mỗi ngày thoa 2 đến 3 lần. Dầu chỉ bôi ngoài da, tuyệt đối không được bôi dầu lên vết thương hở hoặc chảy máu. Không bôi vào mắt. Dầu nóng này có hai loại. Hình ảnh bạn đang xem là loại thoa hoặc xịt lên da rồi dùng tay thoa. Ngoài ra, dầu nóng Sen Gu Sui còn loại lăn dầu nóng trực tiếp lên da rất tiện lợi. Mục đích của loại này tránh đổ dầu ra ngoài trong quá trình sử dụng. Về công dụng của loại lăn thì cũng giống như loại thoa. Đây là sản phẩm mới của nhà sản xuất để mang sự tiện ích của sản phẩm tới người tiêu dùng. Hiện tại dầu này đang được bán tại Na Sài Gòn và hàng sẵn sàng giao tới tay khách hàng. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin cho kênh một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại ở các clip sau.